đó bắt đầu con chớp chớp cho nó quay nhá, con gửi cái chớp chớp cái đợi quay thôi, con cầm được cái cầm lên thôi, cầm vậy thôi ha, cầm vậy thôi, cầm cũng cầm cầm thôi, ok. Nó chắc nó làm nhiều quá cô là cái bánh to đó nó còn đang làm á. Trời ơi, chị Lân đặt ở đâu? Đặt của cái cô ở gần nhà chị Hồng nè, cái cô Lào vợ con ông Lào á, con dâu ông Lào á. Đúng rồi, nó làm nghe nó làm ngon lắm á. Gần nhà chị Hồng á. Gần nhà chị Hồng. Gần nhà chị Hồng. Ngay cái đường ở đi nhà chị Hồng. Em chậm chậm cái nến nó chạy ra. Trời ăn cho ăn bao nhiêu mà trời cười cũng chết luôn, mệt quá. Hôm nay cho uống thuốc bổ vậy mà còn than nữa. Anh ba nói vui quá, anh ba nói câu nào là chí lý câu đó. Thì bởi vậy em cứ muốn lên nhà chơi ngồi nói chuyện đó. Ngồi nói chuyện đây. Lần tới anh mà thổi nến á, anh phải thổi một hơi.
anh là tuổi 31 hơi như vậy, nó không, cái web của mình nó không có hiểu nghiêm. Dạ tôi đâu có web đâu, bây giờ web. Có loan web chả sự hưởng web bao chứ. Thôi gì mà 5 lần không được tắt được cái này. Hết quá rồi. Hết quá rồi. Tại vì người xung quanh anh đông quá thành anh quýu. Anh không có tội được. Đúng rồi. Quýu. Quýu đúng rồi. Quýu thì nó đúng. Trong cái thoa là quýu rồi đó. Quýu càng luôn. Không có. Anh thấy cái điều ước của em, anh cũng thích như vậy. Anh bảo chứ nếu mà lỡ không trúng số thì ở nhà trúng người. Không phải. Nhà mình coi coi nhà hàng, nhà băng nhà mình có đủ tiền để xây cái housing không? Nếu mà không trúng số anh cũng xây. Không cần. Tất cả mày nói vậy nè. Ở đâu cũng được. Không? Đây nè con. Trồng trồng chút cho nó khỏi bể. À muỗng. Dạ vậy hả? Muỗng hay nỉa nè. Dì Mai. Mai không có tại mai coi là. Không thì mọi người đem về mà. Ôi mang nhiều. Ồ, ok. Ô, mấy cô này ăn mang về hả? Ok. Chị ai mà ăn nổi. Đấy, đúng rồi, ok, chị nói như vậy rồi, đúng rồi. Ai đâu mà ăn nổi. Đúng rồi. Một miếng đem về đi. Đúng rồi. Một miếng đem về. Đúng rồi. Con xin nó đi hả không về? Đi. Không có hộp hộp. Đi rồi, bác Cương mang về. Bác Cương mang về, bác gái. Xin đi hộp. Không có hộp hộp. Đúng rồi, con. Thôi xin thì ta tùy phiền nó. Đừng được, con của mình mà. Của mình mà bỏ dĩa bưng về. Dĩa thôi, lấy dĩa mới nãy. Bỏ dĩa bưng về được. Miếng vậy đó là mang về. Đúng rồi. Vậy đó, trồng vậy đó rồi. Em không lấy đâu nha. Đó, nói chị mang về. Đấy, anh ba. Đĩa nó ở đâu ta? Ừ. Ở dưới hết. Sắp, ở đây rồi. Ai mang về? Chị em mang đâu. Em không mang về. Em cũng không lấy. Chị không mang về miếng nào. Thôi dạ cho. Không có. Trời ơi. Chào đất đẹp rồi thấy không? Ai mang về thì để em cắt chứ không cắt ra mang về. Để anh cư đem về. Không. Có mang về. Em về cho mang... cháu, nay bớt đi. Anh mang về cho cháu. Đâu nhà đâu có biết. Thì kệ. Không. Đâu bớt đi. Anh đem về cho chị thấy được tấm lòng của tụi em. Ờ, chứ đây là tấm lòng thôi chứ đâu có gì đâu. Chị Trúc à? Dạ. Tôi nghĩ là chị ở nhà nghe nó có mấy cái hộp mình nó cho mình nha. Mà hả? Ờ đúng rồi. Mình xin cái xe mà tiền vô bóc. Tiền đúng rồi. Đúng rồi. Hai đi em. Béo ngon ngon cô Loan. Dạ. Đây lấy đi. Nó làm bằng khoai em khoai môn nó cũng béo. Béo ngon ghê. Nó làm bánh mì nha. Cái hết sâm bát. Ủa hả? Nó bán bánh mì. Cái nó nói hôm nay nó phải làm bánh mì. Cái hàng thì thấy tới mà tới phải kêu nó. Là bao nhiêu bít? Mà nó bận nó ra, nó lật lật nó ra rồi. Bác nó giao bánh thôi. Tôi ôm nó cho nó bận. Ờ đúng rồi, nó sợ ôm mẹ. Ờ vậy hả? Dạ, nó lắc qua lắc lại á. Ờ. Nó pha mua cái hộp cái gì cái bánh mẹ nằm đi. Nó phải vô, nó xếp cho mình luôn. Tức mà mẹ mẹ mở. Có cái dạ. Thâu ra rồi. Thì cho tôi nó xếp. Ờ, tôi có xếp. Thì nó sợ rồi về là hư bánh nhỏ. Hư bánh rồi. Thấy con đang mang cái cưới quầy nữa. Dạ. Để đây nè, để qua đây cho nó rộng. Qua nhà nó cũng được. Ô, không vậy hả? Tại vì cái đường đó là đi thẳng ra cái đường thông á vậy hả? Dạ. Ngon. Nó là quay à. Mùi. Ngon hả? Khoai môn. Khoai môn. Lấy địa chỉ đi. Dạ. Đưa cho anh con. Thank you. Đúng rồi, bây giờ ấy cũng gần. Em qua phòng 2 để lần sau bỏ vô đây nó luôn ở trong đó.
có đi trong cái khu đó đi lù qua. Ô, anh có hết rồi, có hết rồi. Em đi lù qua chứ đâu còn đeo đâu đi ra đường chính đâu. Con không để anh cư hả? Đây, ai muốn lấy nữa thì con muốn lấy nữa. Rồi, cô. Thế họ mang về được không? Con chia nhẹ, em thích cái nào? Chị Loan. Em không ăn, em không ăn. Thôi đưa chị ạ. Chị Hương. Dạ, em không ăn. Bỏ cái này nè chị, bỏ cái này. Dạ, em đúng rồi. Cái nào nhỉ? Em không ăn ngọt, em không ăn ngọt. Em không ăn ngọt, em không ăn ngọt. Em không ăn ngọt, em không ăn ngọt.